Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị, và ngày hôm nay là buổi chiều tối ngày 4 tháng 7 năm 2016. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu hai bộ cuốn thư câu đối. Bởi vì trước đó là chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều bộ nhưng mà đã lên đường hết. Và đến ngày hôm nay là 4 tháng 7 thì mới hoàn thiện xong được hai bộ này. Thì bộ thứ nhất là bộ Phượng Hoàng, với cái cuốn thư dài 1m97 bằng gỗ gụ và với ba chữ Đức Lưu Quang, và với những cái họa tiết như là phần chính là Phượng Hoàng, là tượng trưng cho cái việc là ở đâu có Phượng Hoàng là đấy sinh thiên tài, và bên dưới là bầu rượu túi thơ cộng với những cái đồng tiền vạn lộc đây, tất cả đều đầy đủ ý nghĩa, và hai bên là tượng trưng cho văn võ song toàn. Tiếp theo nữa là ở đây là cái lãng hoa thì có ở đây là có quả đào, quả lựu, thì tượng trưng cho quả đào tượng trưng dường thọ, còn quả lựu là đông con nhiều cháu, đấy là cái quan niệm như vậy. Còn dưới này là con rơi là phúc, càm với cái đồng tiền và chữ thọ thì tượng trưng đủ là tam đa phúc lộc thọ. Phía ở giữa là cái hoa văn là cái lục chạm gấm chữ vạn tượng trưng cho vạn sự như ý, và bên cạnh là một loạt các cái hoa văn những cái đồng tiền tượng trưng cho vạn lộc. Cho nên là về mặt ý nghĩa thì rất hay, và đường nét thì tinh xảo, và màu sắc chúng tôi là tươi sáng và nguyên chất cái màu gỗ rất tự nhiên như là màu lá chuối non. Và đây là cuốn thư, còn bên này câu đối thì cũng vẫn là tương tự. Chắc quý vị xem nhiều thì đã cũng biết những ý nghĩa của nó, và tôi cũng chỉ giới thiệu lại đôi này. Nội dung là một bên là tổ tông công đức thiên niên thịnh, một bên là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Và nếu quay gần thì quý vị nhìn thấy nó vẫn còn cả những cái vân gỗ, những cái gân gỗ đây, mặc dù là đụng chạm là đã kín nhưng mà vẫn còn nguyên vân gỗ, và đường nét chữ thì rất là sắc nét. Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu xong bộ thứ nhất. Và nếu như đứng lùi ra xa thì quý vị nhìn thấy trong cái phối cảnh là cuốn tư cô đối trên và dưới là cặp bàn thờ như ý thì nó rất là phù hợp. Đây là cặp bàn thờ như ý, kích thước dài 1m97, sâu 87 và mặt dày 1,5 ft. Cái này chúng tôi đã bán cho em anh Ước Hải Hậu, tức là anh tên là anh Hiền, anh ở Hải Hậu, Nam Định. Còn bên này cũng có một đôi câu đối lòng mo, tức là cái đôi lòng mo này thì nó là đôi dự bị, bởi vì nếu nhà ai mà cái cột tròn thì sẽ sử dụng cái đôi lòng mo này. Tiếp theo cái bộ câu đối Mai Hóa, bộ này chúng tôi ở giữa vẫn là chữ Đức Lưu Quang, ở trên là Mai Hóa và ở hai bên là chim chỉ cũng như hoa mai là tiến vào. Thì bộ này cũng hai bên vẫn là kiếm và bút, các cái công thức chung thì nó vẫn tương tự như là cái những bức trước đây tôi đã trình bày, và đôi câu đối cũng là Mai Hóa luôn. Và lúc trước thì anh Sơn ở Hà Tĩnh thì có dặn chúng tôi là hai bộ tranh cùng với cuốn tư câu đối, nhưng mà cuốn tư câu đối không thể làm kịp được do anh bận công tác đi rất là xa, cho nên cái đôi này những dự kiến là làm cho anh nhưng mà không kịp, và bây giờ đã xong rồi. Nếu như anh Sơn mà ở Hà Tĩnh mà có thích thì là chúng tôi sẽ đóng gói chuyển vào cho người nhà trong đó nhận. Là cuốn thư câu đối Mai Hóa với đường nét hết sức tinh xảo. Vì trước thì tôi cũng có chuyển một bộ vào trong Biên Hòa cho anh Hùng, và sau đó là tiếp theo là vì cái này đường nét rất nhiều, đục nó cũng lâu lắm, đục thủ công, đục bằng tay toàn bộ. Và đây tôi đứng lùi ra xa để quý vị nhìn thấy cái tổng thể. Đây tổng thể thành một bộ rất là đẹp, hoàn chỉnh. Và xin nhắc lại là ngày hôm nay là chiều tối ngày 4 tháng 7 năm 2016, và tôi đang quay tại
tầng 2 phía trước của khu B. Vì khu B chúng tôi nó rất là dài cho nên là phải báo cáo là phía trước hay là phía sau. Và quý mời quý vị bất chút thời gian truy cập vào đồ gỗ Đức Hiền.com, hoặc là cần hỏi giá hay là hỏi các cái thông tin thêm thì xin quý vị gọi điện về 0984 666 999, hoặc nhắn qua Zalo hoặc Viber chúng tôi với số điện thoại 0967 666 111. Đồ gỗ Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.